Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau thực hành phân tích cấu trúc nền giá tái thiết kế số 2 của con DX, con gọi đất xanh bạn nhé. Thì vào ngày 8/9/2023 xuất hiện điểm BC, hay còn gọi là Buy Link Mark. Đến ngày 16/10/2023 xuất hiện SC. Lúc này thì chạm vào một cái hỗ trợ là giá số 1 này. Mình thấy có biến đổi chiều bắt đi lên, một đều chiều đi lên bắt tại đây khoảng 6% bạn nhé. Sau khi bắt xong giá cổ phiếu lên vùng AR, lúc này là các nhà đầu tư không chết nữa ra này nữa nên sẽ bị đạp xuống tầng test số 1, test số 2, test số 3. Rồi giá cổ phiếu được đẩy lên đến vùng SS, thực ra quả này nó chọc lên như thế này thì chưa hẳn anh em mới đọc lên phát ngày hôm sau nó xuống luôn đấy, chưa hẳn lắm. Sau nó cắm thẳng xuống quả này spin thì xíu spin như này đáng lẽ nó phải lên, nhưng mà lên được đoạn ngắn cũng như này nó sập xuống tiếp nhỉ. Thì hiện tại là mặc dù chưa đi chạm đến lệnh cắt lỗ 6% chúng ta, nhưng theo mình là chúng sẽ cắt cái lệnh 6% này đi, vì là hiện tại là đang theo chiều hướng xấu, và có thể là nếu như mà thị trường giảm xuống đao trên xuống thì nó còn này sập hẳn luôn, cắm thẳng xuống luôn. Như vậy hôm nay mình cùng nhau thực hành phân tích cấu trúc nền giá tái thiết kế của con đất xanh. Nếu hôm nay like sẽ kính nhà thôi, tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.